Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây là hàng đi ngày 25 tháng 11. 25 tháng 11 nha mọi người. Đây là 3 can mắc cốt nè. Thì khách của em lấy mua 2 can được tặng 1 can nha mọi người. À, tổng cộng là 3 can nha. Thì cái can mắc cốt này đang được chương trình hỗ trợ vào dịp cuối năm cho bà con mua 2 tặng 1 nha. Mua 1 thì được tặng 2 kg humic. Thì cái can mắc cốt này nó là dạng hữu cơ, đập đặc cao cấp nha mọi người. Mình sử dụng được cho cây con phục hồi sau thu hoạch hoặc là phục hồi cho cây bị suy yếu. Một can như thế này anh em pha cho em là 2.000 lít nước nha. Một can pha 2.000 lít nước, anh em muốn ok hơn, hiệu quả cao hơn thì anh em có thể kết hợp với humic nha mọi người, humic dạng vải cao cấp á. Đó, thì cái can này nó giúp cho tơi xốp đất nè, hạ phèn nè, dưỡng rễ, kích rễ cực mạnh nè, bung đọt, mập chồi xanh dày lá cho mình luôn. Đó. Còn đây, đây là đơn hàng em ship lên cho khách của em sử dụng trên cây mãng cầu nha mọi người. Đây, đây là 50 gói combi, 50 gói combi nha. Và đây là Activo Super nha. Activo Super bên nhà em thì nó hoạt chất là Chilocytobin Probinet nè. Đây là dạng thuốc bệnh cao cấp bên nhà em nha mọi người. Nó có bổ sung kẽm nữa nè. Cho nên là khi anh em xịt cái dòng này đó, thứ nhất là nó rất là mát bông, thứ hai nữa là bông rất là sáng, rửa nước mưa cực kỳ ok luôn. Có hoạt chất kẽm nè, rửa nước mưa cực kỳ sáng, bông mập bông nha, tăng hỗ trợ tăng đậu trái cho mình, chống rụng luôn. Thì một gói như thế này anh em pha 2 phi giùm em ha, một gói 2 phi. Còn đây, đây là 10 chai Hanovin nha. Đây Hanovin hoặc chắc là Vin 10 nè. Thì cái chai này anh em xài ngoài việc nó khống chế nấm bệnh ra thì nó còn giúp cho xanh lá, mướt lá. Cho nên là nó được mệnh danh là chiếc dù xanh nha mọi người. Đó, rất là xanh mướt lá luôn. Cái chai Hanovin này anh em có thể quản lý, ví dụ như trên lúa thì mình quản lý được khô dằn lem lép hạt nè. Hoặc là trên rau màu cây ăn trái thì anh em quản lý được nấm hồng tháng thư gỉ sắt. Đó. Một chai như thế này anh em pha 2 phi giùm em nha. Một chai 2 phi Vin 10 Hexaconazole 10%. Và kèm thêm đó là 10 chai amino nha mọi người. 10 chai amino, acid amin 45% nè. Đó. Thì cái chai amino này là hàng nhập khẩu của Mỹ nha. Nước ở bên trong nó rất là đậm đặc nha mọi người. Đó. Một chai 500ml anh em pha 2 phi 400 lít giùm em. Này. Hàng nhập khẩu của Mỹ luôn nha mọi người ơi. Đây là tem phụ nha. Đây, đây là tem phụ. Đó. Đây. Đây là combo em ship lên Đồng Nai nè. Ship lên Đồng Nai để hỗ trợ kéo bông sầu riêng nha mọi người. Thì đây, kéo bông sầu riêng em cho phối hai sản phẩm nha mọi người. Energy kết hợp với 10-60-10 có TE nha. Đó. Thì cái chai Energy này mình phối chung với 10-60-10 kéo bông cực kỳ ok luôn. Đó, bông kéo ra nhanh, mập bông, bông chùm, sáng bông, mập bông. Đó. Một chai này anh em pha 2 phi giùm em nha. Nói chung là một combo như thế này là anh em pha 2 phi nè. Một chai với lại một hộp 10-60-10 là mình sẽ pha 2 phi. Đó, anh em có thể luôn phiên cử với amino để cái bông nó đầy đủ dưỡng chất nè. Amino là dinh dưỡng, là hữu cơ nha mọi người. Đó, và khi mình phun vô cây, cây nó hấp thu liền, không qua quá trình trao đổi chất gì hết. Cây rất là dễ dàng hấp thu, hiệu quả nhanh luôn. Thì một chai như thế này anh em pha 2 phi giùm em nè. Có thể luôn phiên để mà mình rước bông, rước mắt cua nha. Còn đây là cái combo 2 phi giọt đọt với lại là combi để xịt ở trên sầu riêng tơ nha mọi người. Đây là 2 phi. Đó. Một chai 2 gói là mình sẽ pha được 2 phi 400 lít nước. Anh em nào cần cái sản phẩm gì hoặc là tư vấn gì về vấn đề cây trồng thì mình cứ inbox trực tiếp qua Giáp Lào hoặc là TikTok cho Út nha. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.